cả các bạn. Sau đây tôi giới thiệu một giọng ca rất nổi tiếng của Việt Nam hiện nay và nước A Lưới. Một giọng ca có thể nói là đã từng làm rung động tất cả các trái tim của cư dân Campuchia và Lào. Vâng, nhạc sĩ đó, ca sĩ đó đã là Lê Quang. Lần đầu tiên xin cảm ơn Lê Quang đã tham dự chương trình hôm nay và tôi ơn tất cả các bạn, tất cả các đồng nghiệp của Lê Quang. Ca sĩ guitar bass Lina, phối nhạc Quang Hiếu và nữ nhạc sĩ Phong Như và tôi người dẫn chương trình Leo. Vâng, không để các bạn chờ lâu, sau đây nhạc phẩm Madrid anh đã trông chờ vào hư vô cho nhạc sĩ Lê Quang biểu diễn sắp được bắt đầu. Và 5, 4, 3, 2, 1 đánh kè. Ba câu thưởng thức. Cái điện thoại này. Đi trước kìa. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.